Gia đình ông Vũ Văn Khanh ở xóm Cóc, xã Tân Dương là một trong 10 hộ nằm trong chương trình tri ân khách hàng của Điện lực huyện Định Hóa. Ông vô cùng phấn khởi khi được các cán bộ của Điện lực huyện Định Hóa đến tận nhà để lắp đặt, thay thế hệ thống dây dẫn và các thiết bị điện sinh hoạt trong gia đình. Nói thật là gia đình là hộ nghèo, chúng tôi cũng cảm ơn là bên Sở Điện lực đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Cũng tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn bên Sở Điện lực đã giúp đỡ gia đình cho chúng tôi. Cũng như ông Khanh, gia đình ông La Văn Cường ở xóm Làng 7, xã Tân Dương cũng là hộ nghèo được thụ hưởng từ chương trình tháng tri ân khách hàng của điện lực. Khoảng cách từ đường dây chính đến nhà ông Cường dài trên dưới vài trăm mét, cộng với dây dẫn đã được lắp đặt từ lâu nên không đảm bảo an toàn, đặc biệt là vào mùa mưa. Nhờ có điện mà mọi thiết bị máy móc phục vụ sản xuất trong gia đình cũng thuận tiện hơn. Vì trước đây dùng là nó cũng chưa được ổn định lắm, nó cũng dài, rồi mưa gió nó cũng hay chập chờn lắm. Cho đến bây giờ thì nói chung là cũng được sự giúp đỡ của ngành điện lực, là đến hôm nay kéo lại đường dây cho gia đình tôi là cũng thấy dùng điện nó an toàn hơn, hiệu quả hơn. Tháng tri ân khách hàng là hoạt động thường niên hàng năm của Điện lực huyện Định Hóa, với mục tiêu thực hiện hành động thiết thực, gửi lời tri ân tới khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện. Năm nay, Điện lực huyện Định Hóa sẽ sửa chữa, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, bóng đèn, cầu giao điện, cải tạo hệ thống điện trong nhà cho 10 hộ nghèo. Cùng với đó, đưa thiết bị chuyên dùng để vệ sinh các trạm biến áp bằng phương pháp hotline. Tổng kinh phí thực hiện trong tháng tri ân khách hàng của Điện lực huyện Định Hóa trong năm 2022 là 150 triệu đồng. Chương trình tri ân khách hàng là hoạt động thường niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và của Điện lực Định Hóa nói riêng. Thì chúng tôi lựa chọn 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở trên xã Tân Dương, cũng mong muốn được góp phần nhỏ bé của ngành điện Việt Nam nói chung và Điện lực Định Hóa nói riêng, cũng đảm bảo cho công tác là an sinh ở trên địa bàn, giúp đỡ những hộ nghèo để mong muốn Tết như về với từng gia đình sử dụng điện làm sao đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tháng 12 hàng năm với những hoạt động tri ân khách hàng đã trở nên nét văn hóa đẹp của ngành điện nói chung và Điện lực Định Hóa nói riêng. Từ chương trình tri ân hỗ trợ cho hộ nghèo, vệ sinh máy biến áp miễn phí cho khách hàng đã nhận được sự đồng thuận và ý kiến tích cực từ người dân, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là chương trình ý nghĩa lan tỏa nét văn hóa đẹp của ngành điện. Nhận được những ý kiến phản hồi tích cực từ hoạt động tri ân khách hàng là niềm vui, là động lực để đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức Điện lực Định Hóa tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn để nâng cao giá trị niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.